giảm còn 6 đồng. Mà 3 tầng mình chỉnh được theo vị trí mình muốn nữa. Chào các bạn, mình là My. Chào các bạn trở lại với Sức Khỏe Health Tips. Các bạn hôm nay có khỏe không? Các bạn ơi, My đang ở Marshall với địa chỉ này nha. Ở đây là cũng nổi tiếng là bán những cái hàng hiệu mà giá tương đối bình dân, giống như là giảm giá của các tiệm Macy, Nordstrom, Bloomingdale's. Rồi đó các bạn, thì bữa nay mình vô đây mình mua được những cái hàng hiệu mà giá tương đối cũng rẻ. Gần tới ngày của mùa Halloween đó các bạn, người ta trang trí những cái đồ toàn là để cho Halloween không à. Trái bí này nè, giống như là lông gà vậy đó các bạn ơi, ở trên kim tuyến nữa. Gói nè, trái pumpkin có hai cái chân luôn. Rồi mình đi vô trong coi các đồ ở trong các bạn ơi. Sao là bán đồ nhà bếp, đồ trang trí trong nhà. Các bạn nhìn hai cái khuôn này nè, để gắn vô tường. Ở dưới á thì gỗ để lót để mình để những cái bình bông 19 đồng 99, hoặc là những bức tranh là mình để trong đây cũng được ha. Nhìn cũng hay, bằng sắt á các bạn. Ở bên này nguyên một cái dòng cung luôn, 2 tầng, 24 đồng 99, giá là 143, giảm còn 99 đồng 99. Cho cái này là cái tủ nè các bạn, cái tủ được hai cái hộc kéo. Wow, mấy cái băng này bằng gỗ nè các bạn. Cái hoa văn của nó rất là đẹp luôn á. Cũng 99 đồng 99 luôn các bạn. Đẹp, nặng. Để mình ngồi mình mang giày đồ vô cũng được nữa. Tủ bên này nhìn cũng đẹp nữa nè. 79 đồng 99 đó các bạn. Cái ghế màu xanh nhìn cũng điệu điệu ha, của Nautica nè các bạn, 129 đồng 99, giá đúng của nó là 186 đó. Cái này rất là êm luôn á nha. Ghế này để mình ngồi làm việc được nè các bạn, để tới để lui mà gọn ha. 69 đồng 99. Cái này My loại nghĩ là cái loại ghế cao nè, để cho mình ngồi ở chỗ những cái counter đồ được á, mà inox cũng sáng quá ha, nhìn đẹp. Bên này có 3 hộc kéo, 99 đồng 99, giá đúng của nó là 150 đó các bạn. Ghế này màu trắng bằng giống như nỉ vậy, 79 đồng 99. Cái loại này 149 đồng 99, để mình storage hay để ở patio hay là sunroom rồi các bạn ha, mình bỏ những cái gói vô đây nè, tới hồi cần mình lấy ra xài xong mình bỏ vô đây hết, nó gọn, mình ngồi lên đây vẫn được, nhìn đẹp. Những cái cọng lát người ta đang các bạn, 39 còn 32, dễ thương hơn. Cái này như là lục bình đó các bạn, người ta đang á, lục bình khô á. Cái này từ 80 còn 59 đồng 99. Cho cái ghế cũng êm. Cái ghế này thường thường ta nằm để giãn chân ra, rồi mình gác cái chân trên đây nè. Mấy cái này một set 3 cái nè các bạn, để cho mình để những cái cây đồ lên chân cho nó đẹp nè, để góc nhà ha. 24 đồng 99, 24 đồng 99, mình nghĩ là chắc một cái á nha, chứ không phải là một set đâu. Dễ thương không? Nhìn nó wow ha. 14 đồng 99, các bạn thấy cái này dễ thương không? Bằng gỗ ha, người ta làm thành cái bông trái thông ở giữa nữa nè. Cái này dễ thương các bạn ơi,
basket 3 tầng 40 đồng. Thác đỏ là đã giảm giá rồi đó các bạn. Ba cái để mình để mấy cái cây, mấy chậu hoa đồ lên á, 19 đồng 99. Mình thấy nếu mà các bạn thích trưng những cây kiểng trong nhà, mình lấy cái này để cho nó có lót nước ở dưới á các bạn. Rồi mình để những cái cây xanh trầu bà hay gì cho nó rủ xuống ha, nhìn nó cũng đẹp. Mà 3 tầng mình chỉnh được theo vị trí mình muốn nữa. Mà 19.99 mình thấy cái giá này cũng tương đối là rẻ đó các bạn. Để qua để lại gì cũng được hết trơn, rất là gọn luôn. Mình không thích thì mình xếp lại, mình chưng cái gì nhỏ nhỏ cũng được nữa. Mình để cây lên đây nè, mình tưới nước đó, nó không có bị dơ cái floor của mình. Có màu trắng, màu xám, màu xanh. Bạn có thích thì đến mua nha. 19.99 là màu đen, còn hình như mấy màu khác thì 24.99. Này giống như một cục đôn rồi các bạn. 59.99, giá đúng của nó là 90 đồng. Những cái dây người ta dây lát đan với nhau nè ha, quấn lại. Bên đây là 40 đồng, là giảm giá của 49.99 á. Cái này xài bền lắm á nha, bằng giống như là đồng hay là thau gì á. Cái này xài biết nào hư các bạn. Mình thích đến coi những cái chỗ này nè, mấy cái bông giả chưng trong nhà hoặc mấy cây kiển. Các bạn thấy này đẹp không? Xanh mướt luôn. Không có rẻ đâu nha, 59.99 á. Nguyên chậu, nhìn để ngay cái fireplace hay là góc nhà đẹp ha. Dòng hoa, nửa dòng thôi nha, không có phải một dòng. Nhìn nó đẹp hơn là nguyên một dòng, busy quá ha. 19.99, trên đây là 24.99 cho cái màu vàng với màu xanh này nè. Hoa hướng dương. Mấy cái lông lông này đẹp quá các bạn ơi. Mấy cái cây này nó giống như là lông của con công rồi vậy đó. 12.99 một bó như vậy nè các bạn. Cái này mình để vô cái chậu cho cao á. Cái màu này đẹp nè. Hai màu, màu beige, màu hơi kem kem với màu nâu nâu này mình thấy đẹp nè. Thế mình phối với nhau ha. Đó, nguyên cái này nhìn mình chân đẹp lắm á. Bên này cũng dễ thương nè các bạn. Người ta đan với nhau, người ta móc á, làm thành những cái này. Mình thấy cái này nó nghe mi rất là appreciate những cái người mà người ta ngồi, người ta đan, người ta làm ra những cái này nè. Mình thấy rất là công phu luôn á. 9.99 nè các bạn. Nhìn dễ thương không? Mua về treo đựng lặt vặt mà nhìn nó cũng hay hay. Cái màu đó mình thấy cũng chịu nữa. Cái này 12.99 là giảm còn có 10 đồng à. Cũng treo lên luôn nè, nguyên một cái dòng. Xong rồi có hai cái túi để đồ lặt vặt cũng được. Mà nhìn vừa trang trí mà vừa đẹp luôn. Này đựng cái phone vừa các bạn. Trái túi cầu hả? Mấy trái luôn, một chùm nè. 16.99 các bạn ơi. Treo toàn ten hả? Dễ thương không? Cái màu này mình thấy chỉ đẹp, nó nhẹ nhàng. Cái chậu này các bạn 29.99. Mà mình thấy nó cũng đẹp lắm nha. Cái màu này mình chịu nè. Nhìn thấy sang, sọc sọc nữa. Nhìn để vô cái nhà, nhìn thấy cái nhà mình nó cao. Nhìn giống như hai tầng các bạn. Ở dưới nó thon nhỏ, ở trên nó hơi bự ra một chút. Mà nhìn rất là modern ha. Xong rồi mình có thể mình để bông thiệt hay là những cái bông giả này vô cũng được. Nói chung mình để cây gì vô bình thường cũng được nữa. Chậu này bự nha, 24.99. Cái này cái đót đót bên ngoài nhìn cũng dễ thương.
Bên đây là những cái đồ xài ở trong bếp nè các bạn. Mấy cái này nhiều cái cũng cần lắm nha. Cái này là silicon, giống như một cái thảm tròn nhỏ vậy đó, mà tiện lợi lắm. Mình lót đồ để trong microwave cũng được nè, rồi mình lót đồ nóng để trên counter cũng được, rồi mình đậy lên đồ ăn để mình hâm microwave được luôn. Cái này không có sợ nóng của microwave, hoặc là mình làm cái đồ nhắc nồi luôn cũng được nữa. Rồi mình mở mấy cái đồ, cái nắp mà cứng quá đó các bạn, mình dặn cũng được luôn. 5 đồng 99, tiện ha. Cái loại protector này để lót lên những cái nồi chảo không dính nè các bạn, để nãy giữa cho nó chặn lại. Người ta bán là một set luôn, là 3 cái, 7 đồng 99. Cái này mới thấy cũng cần lắm. Nhà My lúc trước xài không có cái, mình không có mua cái này á, là mình bỏ vô cái bao gói cho mấy cái đồ mà chảo không dính, nồi không dính đó các bạn, mình bỏ vô cái bao gói mình bỏ chung chồng chồng với nhau, nó không có bị trầy. Nếu các bạn có đồ lót này thì tiện hơn, nó gọn. Cái quặng dễ thương không? 8 đồng, đã giảm giá từ 9 đồng 99 đó các bạn. Dễ thương không? Bằng sành đó nha. Ở đây là những cái đồ mà giảm giá không á, các bạn thấy thác đỏ nè. Nếu mà các bạn mua hình như tới thác vàng á, là còn giảm nhiều hơn nữa. Cái này 7 đồng 99 giảm còn 6 đồng. 6 đồng 99 còn 5 đồng 50 sen. Cái để muỗng nĩa nghiêng nghiêng dễ lấy ha. 6 đồng 99 còn 5 đồng 50 sen. Nghiêng thì mình lấy nó dễ, nhìn thấy cũng lạ các bạn hả? Wow, cối đá này nặng lắm nha. Giảm còn 6 đồng. Có cái chài đâm luôn. Rất là nặng luôn á. Mà 6 đồng rẻ quá ha. Bằng cái đá này nhìn nó cũng đẹp, mà nó cũng nhìn thấy cũng mắc tiền, mà còn có 6 đồng à. Cối này 10 đồng. Cái này màu đẹp nè các bạn, 10 đồng luôn. Sau khi giảm giá rồi á nha. Ở chỗ này mấy cái đồ giảm giá không, cho nên nhiều khi nó bị rách này rách kia. Ly đựng nước nè, còn 6 đồng. 34 đồng 99 còn 28 đồng các bạn. Bằng gỗ, đẹp quá chừng luôn nè. Cái này để mình để đồ ăn lên hả, mình serve. Phải không các bạn? Nhìn cho ngộ ngộ ha. Mà cái tấm gỗ rất là đẹp luôn á. Đây thì nguyên một cái tấm đá. Giảm còn 12 đồng. Loại này là marble các bạn. Này để mình để đồ ăn lên ha. Bên này mình thích nè, mấy cái đồ bằng gỗ đồ không à, nhìn đẹp á. Đủ thứ cái hộp rồi đủ thứ hết, mình thích vô đây, các bạn có thời gian đi vòng vòng ngắm nghía. Bên đây là những cái hộp mà thứ trong Costco có nè các bạn, mà mấy cái này người ta bán lẻ rời, 12 đồng. Về đựng spaghetti ha, không thì đựng bún. Đựng trà, đựng gì cũng được, cái loại hộp này nó rất là kín các bạn. Nồi stainless steel sáng chói luôn. $16.99. 19 giảm còn 16 đồng. Các bạn nhìn cái hộp này dễ thương không? Một bộ để ăn sushi nè các bạn. 14 đồng 99 cho 4 cái đôi đũa, 4 cái chén để đựng nước sốt, nước tương ha. Với cái tấm thảm để cuốn sushi nữa. Cái này là cho các anh chị nào mà ăn sành điệu sushi làm ra, trưng bày ra để tiếp khách nha, nhìn cho nó đẹp. Cái bình bằng gỗ 19 đồng 99, đẹp á các bạn, cái này đẹp nè. OXO
9,99 đồng giảm còn 8 đồng các bạn, để chén dĩa ly. Bên này là sandwich maker 12,99 đồng, mini rice cooker 16,99 đồng, nồi nấu cơm nhỏ Kaffalon loại dĩ nướng mà không dính nè các bạn. Cái loại này mình lót mình nướng khi xà đồ nó giòn, 5,50 đồng, giảm từ 6,99 đồng. Cái này mình thấy mua được các bạn hả? Nếu mà các bạn nhà chưa có mình cũng xài cái này thấy tiện. Làm bánh kẹp 9,99 đồng. Ở bên này khuôn làm waffle, còn bên này là khuôn là đầu lâu luôn. Những cái nồi không dính nè các bạn. Mình thích cái loại cao cao vậy hoặc là cao hơn. Các bạn biết làm cái gì không? Mình chiên á, nó không có văng dầu lên. Mình để cái đầu mình chiên á, nó cao á, mình nó văng ít, 24,99 đồng. Cái dầu nó bị văng ra nó cản lại á, cho nên nó ít cứ dơ cái bếp. 24,99 đồng cái cán nhìn cũng đẹp quá ha. Cái bên này thấp hơn, bề ngang bự hơn, 24,99 đồng luôn. Kaffalon 39 giảm còn 32. Kaffalon này, cái hãng này á, mình không thích là đồ nó nặng quá, nhiều cái rất là nặng luôn. 59 giảm còn 48. Chảo này mỏng nè các bạn, 19,99 đồng. Cái này vừa rồi mình thấy ở Costco có giảm giá đó các bạn, để làm tortilla hay là bánh xèo ha. Làm pancake cũng được. Cái này thì bự hơn cái Costco. Chảo không dính này, cái cán đẹp nè các bạn, của D&W. Cái hãng, cái tên nó 14,99 đồng. Cái kiểu nhìn thấy đẹp ha. Mình qua bên này coi những cái túi sách nha các bạn. DKNY Crossbody 59,99 đồng. Cái màu xanh này cũng dễ thương nè. Cái này loại thường 19,99 đồng. Cái này vàng dễ thương nè, 24,99 đồng. Cái này hàng thường á các bạn. DKNY nữa nè các bạn, 49,99 đồng. Cái loại này vừa quải ngang vai được mà cross body được luôn nè, có dây sắt nữa. Hiệu Guess, $39,99 còn 32 đồng. Michael Kors 129,99 đồng. Mình thích hiệu này nè, xài cũng được các bạn. Đây là cái thót, dễ xài ha, tiện lợi. Cái màu này nhìn cũng nhu, 149,99 đồng. Cũng Michael Kors luôn. Cái này thì có cái dây kéo ở giữa, có cái nút nó snap vô với nhau thôi à. Cái này để cross body cũng được đó các bạn, hoặc là mình quải lên vai cũng được luôn. Trong đây nữa nè, này hiệu khác nha. Giá regular là 248 còn 69,99 đồng. Ở trên vai có dây kéo ở giữa, có túi bên hông nữa nè. Michael Kors tiếp tục. Cái bông này lạ lạ ha, 149,99 đồng. Này mình thấy xài được nè các bạn. Zipper có dây kéo ở trên, mình để đồ trong đây thấy kín ha. Mà cái màu nhìn thấy đẹp các bạn, nhu nhu dễ thương. Loại này mình cầm trên tay hoặc là vải trên vai đều được. Mấy cái hiệu giày Crocs này nè các bạn, mang trong nhà hoặc là bát da, mình thích lắm. Nó, cái chân nó êm á các bạn,
nó theo cái khuôn chân của mình, 34 đồng 99, 39 đồng 99. Để mang mùa đông ấm luôn. Mình đi quanh đây mình mua mấy cái tay bao gói, hôm nay vô đây chủ yếu là mua bao gói nè. Tấm ra trải giường nè các bạn, 24 đồng 99. Của hiệu Thơm mì DKNY 29 đồng 99 luôn. Này 3 miếng cho một set 49 đồng 99. Giờ mình lấy cái bao gói này quá. Này của Thơm mì 9 đồng 99 được hai cái gói á các bạn. Hai cái bao gói chứ không phải cái gói. 19 đồng 99, 12 đồng 99, 7 đồng 99. Cái loại giải này là 400 khao. Cái này thì 12 đồng 99. Cũng hai cái bao gói luôn. Chắc mình lấy cái này. 12 đồng 99. Cái màu này nhìn cũng được. Các bạn có cần thùng rác không? 19 đồng 99 đó các bạn. Màu này với màu trắng nữa nè. Này cũng đạp mà ở trên có dở nắp được nữa. 29 đồng 99. Này mở ra hai bên. 39 đồng 99. 19 đồng 99. Mình thấy cái này mình thích nè. Hồi lâu rồi mới có chia sẻ với các bạn. Mình mua ở 99 cent á. Dollar Tree. Mình có cái kệ á, mình gắn vô cũng được. Còn cái này người ta làm sẵn nguyên một set luôn các bạn. Đúng khuôn luôn á, để mình gắn vô cái ổ điện. 7 đồng 99. Mình thấy cái này rất là tiện luôn. Mà nếu mà các bạn mua online á thì nhiều khi mình phải bị tiền shipping á, thì thành ra là mười mấy đồng. Bữa nay ở đây có, các bạn cần thì chạy lên đây mua. Gắn vô mới thấy tiện lợi lắm luôn á nha. Mà cái ổ điện nó vừa á, mình để phone lên mình charge hay là mình để bằng chải đánh răng, nói chung để trong cái bathroom của mình cũng rất là tiện, hoặc là trong cái kitchen cũng rất là tiện luôn, mà nó gọn nhỏ các bạn. Chắc mình lấy một cái thử nữa. Rồi bây giờ mình ra tính tiền nha. Mình xin dừng ở đây. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều đã xem video này. Mình hẹn các bạn ở nhiều video khác của My về trồng cây, hay nấu những món chay đơn giản, hay là cùng đi shopping với My nha, ở một chỗ khác nữa. Mình chúc bạn luôn vui khỏe. Bạn nào chưa nhấn nút đăng ký thì mình nhấn vào luôn, để video mới ra bạn sẽ là người xem đầu tiên. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều đã luôn ủng hộ My nha. Chào tạm biệt các bạn. Bye bye.